Thưa quý vị và các bạn, tại trụ sở của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO ở Paris, Pháp, đêm qua giờ Việt Nam, hơn 2.000 đại biểu là các quan chức chính phủ, các quan sát viên và chuyên gia đến từ gần 200 quốc gia đã bắt đầu phiên đàm phán thứ hai của Quỹ ban đàm phán Liên Chính phủ về hiệp ước mang tính bước ngoặt nhằm chấm dứt ô nhiễm nhựa trên toàn cầu. Dòng đàm phán diễn ra tại Paris do Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc UNEP chủ trì. Đây là phiên thứ hai trong số 5 phiên đàm phán về vấn đề rác thải nhựa nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt ô nhiễm rác thải nhựa trước cuối năm tới. Chúng ta tập trung ở đây để đi đến một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng rác thải nhựa. Rác nhựa đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, bóp nghẹt hệ sinh thái của trái đất, làm gia tăng biến đổi khí hậu, gây hại cho sức khỏe của con người. Những người nghèo nhất chính là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Mỗi năm, có khoảng 430 triệu tấn nhựa được sản xuất, và 2/3 trong số đó là những sản phẩm có thời gian sử dụng ngắn, trong khi có chưa đến 10% trong số chúng được tái chế. Các sản phẩm này sớm trở thành rác thải, lấp đầy các đại dương và xâm nhập vào chuỗi thức ăn của các loài động vật và cả con người. Trong tự nhiên, hạt phi nhựa đã được tìm thấy trong băng gần Bắc Cực và trong cơ thể những con cá sống ở những nơi sâu nhất của đại dương. Hạt phi nhựa cũng đã được phát hiện trong máu, sữa mẹ và nhau thai. Báo cáo của UNEP đã xác định 13.000 quá chất liên quan đến sản xuất nhựa, hơn 3.000 chất trong số đó được coi là nguy hiểm. Hiện tại đã có hơn 50 quốc gia đề xuất một lệnh cấm trên toàn cầu đối với các sản phẩm nhựa dùng một lần và giới hạn sản xuất sản phẩm nhựa mới, đồng thời hạn chế một số hóa chất được sử dụng trong sản xuất nhựa. Trong khi đó, một số quốc gia khác cho rằng hiệp ước nên tập trung vào nội dung tăng quy mô tái chế và phát triển các kỹ thuật tiên tiến để tái chế nhựa. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị giới chuyên gia về môi trường phản đối vì cho rằng nó không đủ mạnh mẽ để đối phó với cuộc khủng hoảng rác thải nhựa rất nghiêm trọng hiện nay. Xin lưu ý rằng chỉ có giảm thiểu và loại bỏ các sản phẩm nhựa mới có thể mang lại thành công. Bởi vì sự thật là chúng ta không thể tái chế tất cả các sản phẩm nhựa đã được sản xuất. Vì vậy, trước tiên hãy thiết kế lại các bao bì sản phẩm để sử dụng ít nhựa hơn hoặc hoàn toàn không sử dụng nhựa. UNEP đã công bố các kế hoạch chi tiết để giảm 80% lượng rác thải nhựa vào năm 2040. Theo các chuyên gia, những thách thức là rất lớn, nhưng không phải là không thể đạt được nếu tất cả các quốc gia đều đặt tầm quan trọng của sức khỏe của nhân loại trong tương lai lên hàng đầu.